Đấy, hàng xóm đi ngủ rồi. Cả làng đi ngủ rồi thì mình lên mái các bạn. Lên mái và mình làm cây. Đây, tiếp tục lúc chiều sửa được cái cây si ngon quá, thích quá. Bây giờ làm cây này. Đấy. Một cây dáng cũng rất là nghệ thuật. Dáng rất là nghệ thuật. Và nó gần như là một cây đổ ôm chậu các bác. Đổ ôm chậu. Đổ và ôm cái thành chậu như này này. Thì thường người ta sẽ trồng vào thống hoặc là vào cái chậu cao như này, hoặc là một chậu xòe quạt ấy, rẻ quạt ấy, bán quạt ấy. Đấy các bác. Thì cây này thì nó cũng là một cây hòm hòm rồi. Thì bác chủ đó đang có ý tưởng là muốn thay đổi nó một chút là bởi vì hai mặt là nó đang gần như là ngang bằng nhau. Thường thì cái cây mà trồng ôm chậu thì thường là chỉ chơi một mặt thôi, là cái đường chạy chính thân xong rồi ra đến cái trục chính là ôm chậu, đúng không bác? Cây này thì đang chơi được hai mặt thì bác cái muốn với cái suy nghĩ là muốn chỉ chơi một trục chính thôi. Nhưng mà thực tế lại cũng khá là tiếc các bác. Đây này, nếu mà chơi trục, chỉ chơi một trục thì có lẽ là trục bên này chơi sẽ hay hơn. Cái mặt bên này chơi sẽ hay hơn các bác ạ. Bởi vì nó thuận hơn. Đây nó có chiều sâu này. Có hơi một chút cái u này không sao. Và cái tán nó ôm chậu tốt hơn. Nhưng mà cái tay bên này là khá rụt rịt, khá đẹp. Cũng rất đẹp. Đấy. Cũng rất là thuận. Rất thuận. Chỉ có cái bệ là bên này có vẻ là hợp lý hơn. Và cái chiều dài phóng của tay nó đang ổn hơn. Nhưng bên này thì lại rất là rụt rịt. Đấy. Thì cũng rất là suy nghĩ là bây giờ nên chơi cái nào. Nên chơi mặt nào hay là để nguyên. Thì trước tiên là cứ vừa vặt lá vừa suy nghĩ đó các bác nhỉ. Tỉa dăm xong mà thấy cần thiết nếu mà cắt là cắt thôi. Một cây xanh quê rất là già. Rất là già. Các bác nhìn. Rất là sáng sủa. Đất hơi khô thôi. Rất là sáng sủa. Đất già nở, khá là nở. Ok, dựng máy lên để làm các bác nhé. Xanh quê nữa. Nhiều nhựa lắm quá. Đeo trong tay vào. Đeo trong tay vào. Mình không ngại bẩn đâu các bác, nhưng mà cái nhựa nó rửa không sạch, nó dính. Cho ngay lên cái khay nước các bạn. Những cây chậu nhỏ này rất là khô, mặc dù tưới tắm ngày hai lần mà vẫn rất khô.
chơi hai mặt cũng tốt chứ không? Người ta mong có hai mặt để chơi chẳng được. Chẳng qua là mất đi điểm nhấn đó. Mình chắc chọn giá nữa rồi. Cứ cắt sang này suy nghĩ tiếp.
đẹp, rất là đẹp. Đấy, thế bây giờ cây này chọn mặt nào đây? Nếu che cái này đi thì sao? Che này đi thì sao? Che này đi thì cây này khá là gầy và nhỏ. Nếu để một gom đây, để một núm này thì sao? Không giải quyết được gì. Chỗ này đẹp quá, chỗ này rất đẹp. Vâng, nhìn rõ. Đấy. Cái chỗ ôm. Cái chỗ này rất đẹp. Đấy, nhưng mà mình lại thích cái mặt bệ là mặt này hơn. Đấy, nhưng mà mặt này thì cái tay ôm chậu lại không điệu bằng cái tay kia. Không đẹp bằng tay kia. Đấy, có lẽ là kết quả cuối cùng là sao nào? Chọn mặt này, chọn cây bên này đi. Bên này đẹp. Thế thì nếu như mà chọn mặt bên này thì sẽ thu ngắn bên này lại. Thì rất là đáng tiếc. Còn để chơi hai mặt thì rất là đẹp rồi. Ok, không có lỗi lầm gì cả. Chẳng qua là cây thiếu điểm nhấn đi thôi. Thiếu điểm nhấn. Đấy. Thôi sẽ khuyên bác ấy giữ nguyên. Không cắt đi bên nào cả. Không cắt đi bên nào cả. Bên này nếu mà chơi mặt bên này này thì hợp lý này. Và cắt đến đây. Cắt đến đây. Coi như được mùa, coi như là có điểm nhấn rồi. Có bông ở đây, không bị trống. Nhưng mà đổi lại rất tiếc cái khẩu này, vì khẩu này nó đẹp hơn cái khẩu này. Đấy, thế mà cắt khẩu này đi thì lại không giải quyết được vấn đề gì. Ok, giữ nguyên các bạn, giữ nguyên nhé. Tôi vẫn đang giữ nguyên, chưa cắt một bên nào cả. Thì để mà nói mà cắt bỏ một bên thì nó chắc chỉ trong tích tắc lùa kéo là xong. Thế nhưng nuôi nó là cả một quá trình để suy nghĩ. Đây, ví dụ các bác nhìn mặt trước đây, hai bên đều rất đẹp. Bỏ đi một bên thì chỉ là ta đang chơi một cái cây đấy như này. Cậu bên này rất chuẩn rồi. Bên này thì để chơi mặt này thì miễn chê rồi. Có duy nhất là cái bệ này mình thích cái mặt bên này hơn này. Đấy, nó có cái này, nó thuận hơn. Nó thuận hơn. Thì giữ nguyên các bạn. Một cái cây rất hay đấy. Lầm. Già. Già kinh điển. Các bạn này quá hiểu. Giữ nguyên này các bạn. Lúc nào mà mình cứng lên thì mình cắt đi thì quyết định, nếu khi cắt thì đừng hối hận. Đấy. Cho nên nó khó với các bác mới chơi mới làm cây. Mặc dù nhìn thấy cái đèo là biết ấy, nhưng mà không biết phải bắt đầu làm từ đâu. Thì nó có ba cái bước cơ bản này. Nhất là các bác dọn dẹp vệ sinh cây sạch sẽ. Cái thứ hai là cắt nhịp đầu tiên, cắt để chừa ra. Xong cái bước thứ ba mới là cắt thật, cắt chuẩn như lấy dăm này. Đấy, thì
để làm như thế thì cũng phải có kinh nghiệm, không phải ai cũng làm ngay được, không phải ai cũng làm ngay được, thì chẳng có ai làm một phát đẹp ngay được, còn phải có sai sót. Nhiều khi những cái sai sót lại là những cái kinh nghiệm quý, những cái hay, thậm chí là ra những cái sáng tạo sau này. Đấy, thì cái quan trọng nhất là mình có cái thẩm mỹ tốt và xác định được mặt chính của cây, từ đấy xác định được trục chính của cây. Cái cây nào nó cũng có đường chạy hết, từ chi đến răng, từ đường chính, từ thân này đến đây. Đấy, là trục chính nhá. Những cái răng này cũng có những cái trục chính. Ta xác định được như thế, ta làm theo. Đấy, chứ cứ mông lung mà mua cây mà không biết làm gì là dở, vì không ai chỉ cho, thực tế là cũng khó. Ban đầu mình mường tượng là một cái cây phôi thì thôi, không nói vội, nhưng mà quan trọng mình định làm dáng gì, và từ đấy xác định mặt chính, và cái tiếp bước tiếp theo là xác định được trục chính để mình rẽ ra những cái nhánh. Đấy, xong rồi đến kỹ thuật các bạn. Kỹ thuật thì gồm 3 bước như vừa rồi, rồi vệ sinh, cắt an toàn, cắt cho thoáng hết đi, xong bắt đầu bước hoàn thiện là bước làm đẹp luôn. Đấy, các bác ghi nhớ giúp nhá, các bác là mới nhá, chứ không dám dạy dỗ ai cả, kinh nghiệm cá nhân. Nói chung là phải làm thì mới ra thôi, chứ còn lý thuyết mà nói như vậy mà không làm thì cũng không thể nào mà có cây được các bạn. Đấy, chia sẻ các bác kinh nghiệm một chút như thế. Cây này cây rất hay, cây này để trầu xuống một cái đôn gỗ thì cũng rất là đẹp. Ok các bác, chúc các bác ngủ ngon, sáng lắm rồi, trời sáng rồi đó. Cây này đẹp quá, đẹp.